Kem miserkin face 4in1 đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về cách sử dụng và những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm kem miserkin face 4in1 đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của kem Biser Skin Face 4in1 thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là kem Biser Skin này có công dụng giúp dưỡng da trắng hồng rạng rỡ, từ sâu bên trong mang đến một làn da trắng sáng như gái 18 vậy đó. Ngoài ra, kem bi skin phay 4 in một còn có khả năng giữ ẩm và xe khít lỗ chân lông vô cùng hiệu quả, làm cho hạn chế khả năng phát triển mụn và nám trên da. Đồng thời kem bi skin phay 4 in một còn có tác dụng giúp làm mờ vết nhăn li ti, vết chân chim và đặc biệt đây là sản phẩm chân ái của các chị em. Vì bởi nó giúp phục hồi tế bào nhanh chóng, nuôi dưỡng và tăng sinh tế bào da mới phát triển và chống lão hóa da. Kem Bi Skin 4 in 1 Sở hữu bảng thành phần đẹp như mơ với rất nhiều các thành phần cấp ẩm, trị thâm mụn và mờ sạm bên cạnh thành phần dưỡng da trắng sáng. Hãy cùng shop phân tích vài thành phần nổi bật nhất của em nói nhé. Phải kể đến thành phần nổi bật đầu tiên chính là Biswex acid, là thành phần thu được từ tổ ong, giúp tạo một lớp màng giúp làm mềm, ngăn ngừa thoát hơi ẩm, kháng viêm, bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, trong kem Bi Skin 4 in 1 còn chứa thành phần khác như nước, cetyl alcohol, perfume. Với bảng thành phần an toàn lành tính cho da, chị em có thể tự tin mà lựa chọn nhé nhưng hãy nhớ mua đúng hàng chính hãng và phù hợp với tình trạng da của mình nhé. Kem bi sờ kim 4 in một hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem bi sờ kim 4 in một hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.